Hơn 77.000 cử tri thị xã Mỹ Hào đã tham gia bầu cử tại 92 điểm bỏ phiếu. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào dự khai mạc và bỏ phiếu tại thôn Mão Trinh, xã Dương Quang. Ngay từ đầu giờ sáng, cử tri thôn Mão Trinh đã tập trung và giữ khoảng cách để phòng dịch COVID-19 tại tổ bầu cử số 4. Không khí ngày hội diễn ra trang trọng, các giải pháp phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ. Tại điểm bỏ phiếu, công tác hướng dẫn cử tri thực hiện khoảng cách phòng chống dịch và bỏ phiếu đảm bảo trật tự đúng quy trình. Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện chặt chẽ. Cử tri khi đến bỏ phiếu đều thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, khử khuẩn, giữ đúng khoảng cách phòng chống dịch. Sau lễ khai mạc, các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Xuân Sản, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các cử tri thôn Mão Trinh, xã Tương Quang bỏ phiếu bầu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng chí Nguyễn Duy Hưng kiểm tra động viên một số tổ bầu cử trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương thị xã Mỹ Hào đã làm tốt công tác tuyên truyền, các tổ bầu cử đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo quy định và thực hiện bầu cử với không khí thực sự vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật. Đồng chí đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đi bầu cử và triển khai các kịch bản phương án theo kế hoạch để cuộc bầu cử thành công. Ở tất cả các tổ bầu cử đều đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch hiệu quả như cabin, khử khuẩn, đo thân nhiệt, khẩu trang cho cử tri. Nhiều địa phương khuyến cáo cử tri đi bỏ phiếu theo khung giờ, tránh tình trạng tập trung quá đông vào một thời điểm tại nơi bỏ phiếu. Đối với các cử tri là đối tượng F3 đã được các tổ bầu cử ấn định thời gian bỏ phiếu phù hợp với tình hình thực tế.